Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Công nghệ và đời sống. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sợi dây cáp sạc điện thoại đa năng. Vì sao chúng ta lại gọi sợi dây cáp này là sợi cáp đa năng thì các bạn hãy xem video này. Mình test những tính năng rất là tiện ích và hay trên chiếc sợi dây cáp sạc này. Thì chiếc cáp sạc này mình đã mua ở trên mạng với giá là 200.000. Thông thường thì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại cáp sạc. Nhưng đặc điểm của cái sợi cáp sạc này, đây là một sợi cáp sạc sử dụng nam châm. Mình sẽ cho các bạn xem nam châm nó gắn vào một cái đầu sạc như thế này. Và tại sao nó lại sử dụng nam châm thì sau đây mình sẽ nói chi tiết cái tính năng của cọng cáp sạc này cho các bạn cùng xem. Thì đây là một cọng cáp sạc thông thường như chúng ta vẫn thường sử dụng hàng ngày. Thì cọng cáp thông thường này khi mà chúng ta muốn sạc điện thoại thì chúng ta phải cắm vào cục sạc dự phòng hoặc là một cái cốc sạc. Thì khi mà chúng ta cắm thì chúng ta phải cắm đúng chiều của nó thì chúng ta mới cắm được. Đây mình sẽ test thử cho các bạn cùng xem. Mà chúng ta cắm đúng chiều thì mới được. Nhưng mà khi mà chúng ta cắm xoay chiều lại, chúng ta cắm thì chúng ta không thể nào mà cắm được. Nhưng mà đối với cọng cáp sạc đa năng này thì nó đã khắc phục được cái điều đó. Có nghĩa là lúc trong buổi tối chúng ta không cần phân biệt chiều nào đúng, chiều nào sai. Chúng ta cứ cắm vô và mình sẽ quay ngược lại cho các bạn cùng xem. Hai chiều chúng ta cắm chiều nào cũng được. Và thiết kế của cái chiếc đầu cắm này nó làm rất là hay nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem cái đầu cắm này. Nó làm hai đầu, hai mặt giống nhau, cho nên khi mà chúng ta cắm chiều nào chúng ta cắm cũng được. Mình xoay lại cho các bạn xem. Đó. Mình cắm chiều bên trái cũng được, mà mình cắm chiều bên phải cũng được. Như vậy, cái hay thứ nhất của cọng cáp sạc đa năng này đó chính là cái chiều cắm của chúng ta cắm chiều nào cũng được, chúng ta không cần phải phân biệt đúng chiều. Và cái thứ hai của cọng cáp sạc đa năng này đó là cái đầu cắm mà chúng ta cắm vào điện thoại nó sẽ có điện nha các bạn. Nó sẽ có một cái bóng đèn LED để buổi tối chúng ta có thể nhìn rõ. Mình sẽ cho các bạn xem. Đầu cắm có một bóng đèn rất là sáng để trong đêm tối chúng ta có thể dễ dàng thao tác. Và chiếc cáp sạc đa năng này nó sử dụng một cái đầu cắm rời. Và cái đầu cắm rời này á, nó sẽ tích hợp nem châm. Và cái đầu cáp rời này chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào điện thoại. Như vậy là mình đã cắm vào điện thoại. Và cách sạc rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần đưa đầu cắm này vào sạc là tự động nem châm nó sẽ hút. Như vậy là chiếc điện thoại của mình nó đã nhận sạc. Các bạn xem. Điện thoại của mình đã nhận sạc 78% rồi này các bạn. Và mình lấy ra nè, rất là đơn giản. Và mình cắm lại. Chúng ta chỉ cần đưa đầu cắm cách khoảng 2cm là tự động nem châm nó hút lại. Rất là tiện lợi, rất là nhanh chóng. Trong buổi tối chúng ta không cần phải phân biệt đầu cắm đúng sai. Chúng ta chỉ cần đưa sợi cáp vào gần điện thoại của chúng ta là tự động điện thoại của chúng ta nó sẽ hút vào và nó nhận sạc. Và nhiều bạn lo lắng là những cọng cáp sạc sử dụng nam châm như thế này thì khi mà chúng ta sử dụng, nếu mà chúng ta vô tình để điện thoại trên cao mà vô tình mà điện thoại rớt xuống thì cái cọng cáp sạc này nó có giữ nổi cái điện thoại không?
thì sau đây mình sẽ test cho các bạn cùng xem. Đây là điện thoại mình đã đầu cắm, mình đã cắm vào điện thoại và mình dốc ngược điện thoại lên cho các bạn cùng xem. Đây, và mình xoay, không hề rớt điện thoại ra nha các bạn. Tại vì đầu hút của nam châm này rất là mạnh, chúng ta có xoay ngược điện thoại thì điện thoại vẫn không thể nào dễ dàng mà rớt được. Đầu cắm hút rất là chắc luôn nha các bạn. Và sau đây mình sẽ test thử lực hút nam châm của hai đầu cắm. Khi mà chúng ta đưa gần vào nhau thì lực hút của nó sẽ mạnh như thế nào, thì sau đây mình sẽ test cho các bạn cùng xem. Và điện thoại mình đã để trên đây, và mình sẽ di chuyển sợi cáp sạc này từ từ vào sát điện thoại cho các bạn cùng xem. Như vậy điện thoại của chúng ta đã nhận sạc. Các bạn thấy không, chúng ta chỉ cần đưa sát vào điện thoại là tự động nó sẽ hít vào, rất là nhanh chóng tiện lợi. Chúng ta để xéo xem nó có hút vào không. Mình sẽ để xéo góc bên đây và đưa điện thoại đến gần. Nam châm hút rất là mạnh. Như vậy chúng ta đã thấy lợi ích của cọc cáp sạc mà sử dụng nam châm, nó tiện lợi và nó hay như thế nào. Nhưng quan trọng là chất lượng của cọc cáp sạc này nó như thế nào, thì sau đây mình sẽ so cho các bạn cùng xem chi tiết. Chất liệu hoàn thiện của cọc dưới cáp này rất là đẹp. Đầu cắm có mạ đồng nha các bạn, sử dụng bằng kim loại mạ đồng rất là đẹp. Và đầu này cũng sử dụng bằng kim loại có màu vàng đồng rất là đẹp. Và sợi dây cáp của chúng ta nó sử dụng hai lớp, một lớp ở trong là dây điện và lớp ở ngoài sử dụng là một loại dây dù, để khi mà chúng ta sử dụng lâu ngày cọng cáp sạc này nó sẽ không đứt. Thông thường khi các bạn sử dụng những cọng cáp thông thường như thế này thì các bạn sử dụng một thời gian thì cọng cáp này nó sẽ lão hóa, sẽ đứt ở những đầu cáp. Còn với đối với cọng cáp này thì sử dụng chất liệu là dù, cho nên tuổi thọ của cọng cáp này nó sẽ tốt hơn là những cọng cáp thông thường. Và chỉ với 200.000 đồng mà chúng ta sở hữu được một cọng cáp đa năng và tiện lợi như thế này thì mình cảm thấy rất là xứng đáng. Và video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Hẹn gặp các bạn ở những video clip sau. Xin chào tất cả các bạn.